Bạn thân mến, tôi mới quen một thiếu phụ, duyên mau thật sự, nàng đẹp lắm hả? À? Còn phải hỏi, anh xem, ảnh của nàng đây, đẹp thật đấy, cố gắng, đừng bỏ lỡ đấy. Hẳn đi chứ, anh có biết tôi say đắm đến thế nào không? Nhưng nàng có chú ý đến anh không? Hẳn là có, thế thì phải chinh phục ngay trái tim nàng. Tình hình thế nào, có gì hay không đấy? Tuyệt lắm, hôm nọ tôi đã kể anh nghe rằng tôi có một nàng. a à, thế nào rồi? Tôi yêu yêu đến mất trí. Nhưng nàng có yêu anh không? Chưa biết, phải làm sao cho nàng yêu anh? Làm thế nào? Điều ấy thì tôi có thể bàn với anh được. Thứ nhất là quà tặng. Phụ nữ bao giờ cũng thích được quà. Đầu tiên có thể là hoa, đặc biệt là tử đinh hương. Sau đó đến một thứ quý hơn. Và nhớ thường xuyên nói với nàng rằng nàng rất thông minh. Hay đấy, tôi sẽ cố theo lời anh nói. Trời ơi, tôi không biết nói sao để cảm ơn anh cho hết mọi việc tốt đấy chứ, bạn thân mến, anh thật hiểu lòng dạ đàn bà. tôi đã làm theo đồng ý anh. nàng đối với tôi hoàn toàn có thiện cảm rồi. nhân danh đấng a à la, anh bảo tôi làm gì bây giờ? anh phải mời nàng xem phim, nhưng phải chọn phim đừng nghiêm túc quá, có thể là một chuyện gì bi thảm, một hài kịch nhẹ nhàng hoặc một màn vũ nhạc gì đó. xem xong nhất thiết phải vani. nhớ rằng trong túi anh luôn luôn phải có sô cô la và phải mời nàng ăn luôn. Thế nào tôi cũng làm đúng lời anh dặn, tôi yêu đến hóa điên rồi. Hôm qua bọn mình xem phim, vào dạp tôi mời kẹo sô-cô-la, nàng bằng lòng lắm, xem xong vào hàng bánh kẹo ăn kem vani, nàng bảo tôi là hạng đàn ông có thẩm mỹ tinh tế. Tuần này bọn mình định đi chơi xa, nhân danh Đức A-la, à anh khuyên tôi đi hướng nào nhỉ? Theo tôi, các bạn nên ra đảo Hoa Cương, nên thuê hai con la mà cưỡi, sau đó ra bãi tắm, rồi đi khiêu vũ nhưng nhớ chỉ mời nàng nhảy van thôi đấy. Lạy chúa, làm áo tôi chinh phục được người đàn bà ấy nhỉ? Anh có theo đúng lời tôi, mọi việc đâu sẽ vào đấy. Tôi thật không biết cảm ơn anh thế nào cho hết. Không cần, tôi chỉ muốn truyền kinh nghiệm cho anh thế thôi. Thế nào, các bạn có đi chơi không đấy? Đi chứ, tuyệt vời lắm, nhưng tôi không gặp may. Sao vậy? Hóa ra nàng có chồng rồi. Chúng mình chỉ dạo chơi thôi, chẳng có gì hơn nữa. Thế nàng có yêu chồng không? không đâu nàng bảo chồng thô lỗ ngu độn như lừa chẳng hiểu gì hết đối với anh ta tâm hồn phụ nữ là một buồng tối trừ một thiếu phụ đáng thương vì sao nàng không ly dị đi nàng bảo nếu tôi đáng tin thì ngay hôm nay nàng sẽ nộp đơn ly dị tôi không biết mình phải làm gì chớ để mất nàng công việc của anh thế nào anh đừng có hỏi bọn mình chưa một lần nào hôn nhau nàng nhút nhát quá nhưng tôi cảm thấy nàng yêu tôi tiếp tục tặng quà đi mua nước hoa đắt tiền vào, chẳng hạn nước hoa, san đan, ấy. Sau đó, tôi cũng không biết, mua một loại vải đẹp đi. Hầu hết phụ nữ thích màu xanh lô hoặc là xanh nhạt. Ngộ chồng nàng biết thì sao, làm gì mà đoán ra được. Chính nàng nói hứa ra rằng hắn ta là một gã khờ kia mà. Nếu anh muốn tôi sẽ đi chọn vải giúp anh. Hay quá, ta đi luôn nhé, tình hình thế nào rồi? Tốt quá anh ạ, à. tôi đưa nước hoa, nàng bảo đúng là thứ nàng thích nhất. Tôi tặng vải, nàng sướng dơn lên. Bạn ơi, tôi đang hớn hở như một cậu học trò. Anh bảo tôi phải làm gì để có nàng trọn vẹn. Anh hãy đọc cho nàng nghe những vần thơ của Yaki Kemen. Phải thề thốt sẽ lấy nàng làm vợ. Phải hối thúc nàng mau mau ly dị gã khờ kia. Lần này anh trốn biệt đi đâu thế? Bận quá, không gặp anh được. Nàng ly dị rồi đấy. Thế anh vẫn quyết lấy nàng đấy chứ? Tất nhiên, vậy thì phải nhanh nhanh lên, kẻo tôi không biết lấy vì đền đáp ơn anh hôm qua chúng tôi làm lễ thành hôn rồi anh đã cho tôi một hạnh phúc lớn quá tôi đã có được gia đình có vợ có người yêu thương người anh em của tôi ơi tôi phải cảm ơn anh mới đúng chính anh đã cho tôi hạnh phúc lớn lao chính anh đã giúp tôi thoát được khỏi cái con vợ yêu quái của tôi đấy chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa